Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu khoan của Aimsac nhé các bạn. Ở trên tay mình là một mẫu khoan 3 chức năng của Aimsac. Loại này thì là 12V thôi nhé các bạn. Đấy, mẫu này thì gồm 19 cấp trượt, một cấp khoan và một cấp búa nhé các bạn. Đấy, điện thoại hơi mờ xíu. Loại này thì búa cực khỏe nha đó, 19 cấp trượt, một khoan và một cấp búa nhé các bạn. Con này thì gồm 2 cấp chỉnh lực nhé. Đấy, con này thì búa khá là mạnh nhé các bạn. Con này thì nguyên hộp mới hoàn toàn nhé các bạn. Con này còn mới hoàn toàn nhưng mà nhược điểm của nó là không có vỏ pin. Đấy, cái vỏ pin của nó thì rất là ít. Nhiều người bán ở trên Facebook các kiểu nhưng mà lại cũng không có vỏ pin nhé các bạn. Đó, còn đây là một con bu lông cũng 12V nhé các bạn. Đó, con này thì cũng mới hoàn toàn nhé các bạn. Hàng nguyên seal trong hộp nhé các bạn, nhưng mà lại không có vỏ pin. Đó, ở đây thì chỉ có thân máy với hộp thôi. Còn các bạn muốn cục sạc riêng thì vẫn có, nhưng mà sạc riêng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì nên mình cũng không giới thiệu với các bạn nhé. Đó, còn sách hướng dẫn các thứ đấy, hôm nay thì kho về rất là nhiều. Đấy, kho về rất là nhiều, các bạn cần lấy xỉ lẻ thì các bạn cũng báo với mình nhé. Giá xỉ thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Còn ở đây thì mình báo giá luôn, là giá lẻ là khoan 3 chức năng này á, thì giá là 350.000 một con cả thùng nhé các bạn. Một con cả thùng nhá. Còn bu lông thì 400 nhé các bạn. Còn bu lông như thế này thì cả thùng là 400.000 nhé các bạn. Đó. Đấy, giá này thì mình thấy là rất là ok. So với những mấy người bán ở trên mạng thì mình thấy rất là ok rồi các bạn. Các bạn có thể đồ không có vỏ pin thì các bạn có thể đồ cái đế của đế họ in 3D ấy, để các bạn lắp pin Makita 14V vào xài ok nhé các bạn. Đồ cái đế Makita vào để xài pin Makita nhé các bạn.